Nhiều lần suy nghĩ thì cả nhà mình cũng quyết định rồi sẽ về Việt Nam chơi một chuyến nha mọi người. Bữa nay đưa tụi Hân đi học xong cái mình đi chợ kiếm cái gì đó là lạ về để làm quà nha. Tự nhiên ba tụi Hân gửi tới rồi mua cái mặt quỷ về hấp giá đậu nành ăn. Ủa món này là mình thích đó chứ ba tụi Hân đâu có thích mấy đâu ta. Rồi còn nói là để về hả nấu cơm nữa chứ hỏi ra thì mới biết là 8 tháng 3 mọi người. Em làm món chính đi còn món phụ thì để anh lo nha. Trời ơi vô thay đồ đẹp đẹp rồi ra rửa chén liền. Mọi người đừng có hỏi sao mà 8 tháng 3 không tặng hoa nha, tại vì mỗi lần tặng hoa là bị mình la. Với lại là sắp về Việt Nam nữa nên tiết kiệm thôi mọi người ơi, qua bên đây tốn kém. Chắc sẽ có mấy bạn thắc mắc là chừng nào mình về, nhưng mà mình đang kiểu như là bí mật nha, chỉ nói về thôi chứ không có nói ngày về. Còn bây giờ thì mình quay lại với món cá mặt quỷ hấp nha. Cái trắng trắng này là tinh bột khoai tây để tạo độ sệt cho cái món này á mọi người. Nguyên liệu thì mình cũng đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ lấy cái nồi này ra để mình nấu. Trời ơi, từ khi có cái nồi này mình thấy nó tiện ghê luôn á. Mình cho cá vô trong này nấu khoảng tầm 10 15 phút cho cá nó chín, cái mình sẽ vớt cá ra nha. Bề ngoài cái con cá này thì sợ nhưng mà ăn cái thịt nó vừa dai vừa ngọt ngon lắm luôn. Là mình cho giá đậu nành vô trong này nấu khoảng tầm 1 phút cho giá đậu nành mình nó vừa chín tới, cái mình cho cá vô xong rồi là mình cho cái chén sốt hồi nãy vô luôn. Mỗi lần qua nhà bà nội tụi Hân mà ăn món này là mình ăn lần hai chén cơm luôn á mọi người. Món chín nãy giờ mình chuẩn bị xong luôn rồi mà ba tụi Hân giờ này mới lọ mọ món phụ à. Quay đi quay giùm anh với, bữa nay anh làm cái món này tặng em nè. Ồ để coi coi mấy món gì tặng em nha. Tự nhiên bây giờ mình thấy phải chi ngày nào cũng là ngày 8 tháng 3 ha, nói chơi với mọi người vậy thôi chứ ba tụi Hân ngày nào cũng như ngày nấy à, không có nấu cơm được chứ mà ăn cơm lúc nào xong là cũng đi rửa chén liền. Cái khúc này là mình bắt được bài rồi nghe mọi người. Trời ơi định làm kim bạp trái tim đây mà tay nghề còn hơi yếu nên là trái tim hơi bị lép chút xíu. Tấm lòng thì dù sao nó cũng quan trọng hơn ha mọi người. Cái món chính thì có 30 phút và cái món phụ nãy giờ ổng mồi có nhiều đó mà gần cả tiếng đồng hồ chưa xong. Mình đứng ở ngoài còn thấy đơn giản đó nhưng mà sao vô tay ba tụi Hân nó gườm gà quá. Hồi nãy mình thấy trái tim là nó bị méo rồi đó nhưng mà sao cuốn vô đây nó cũng được quá vậy ta. Cũng đẹp cũng được chứ bộ người nghề ha, tính ra là 5 năm nghề mọi người mà lúc nào ba tụi Hân cũng nhường nhịn mình hết trơn. Yêu thương thì lúc nào cũng có. Trời ổng nói nãy anh không có mua hoa để bây giờ anh làm hoa dâu cho em nha. Rồi để tăng thêm cái hương vị ngọt ngào thơm tho cho ngày hôm nay á thì mình sẽ đi pha một ly cà phê Laura sức khỏe của ca sĩ Nhật Kim Anh. Ba tụi Hân là thích cà phê này lắm, chắc sánh kẹo hậu vị không có bị chua miệng. Phê có hai vị nấm linh chi và đông trùng hạ thảo, nhà mình thích cả hai luôn. Laura cà phê này còn nhận giải thưởng thương hiệu mạnh quốc gia trên VTV nữa, mà từ lúc thấy Laura cà phê nhận cái giải thưởng thương hiệu mạnh quốc gia trên VTV là gia đình mình càng tin tưởng. Chỉ uống mỗi cái loại cà phê này thôi. Hạnh phúc nó đến từ những điều nhỏ nhặt vậy thôi á mọi người. Thôi bây giờ mọi người ăn tối chung với hai vợ chồng mình nhé. Giá này vừa dai vừa ngọt, làm cái món này ăn chung với giá đậu nành nó giòn sực sực nữa. Mọi người thử ăn thử món này đi là bị ghiền luôn á. Nó hơi cay cay, mặn mặn, ngọt ngọt mà ăn với cơm trắng dính lắm luôn á nha. Mọi người còn biết cá này làm món gì nữa thì gợi ý cho mình với nha. Không biết kìa. Sao lại nhá? Rồi rồi. Giờ đây nè. Sao chút khó. Ăn chút không có gì bớt. Không biết được mà. Cái nhỏ chắc. Ừ, nó chạy. Về. Ông bà làm một con gì khác. Ừ, đi. Đi cậu. Có gì à, tay đi cậu. Một con chơi mà xin người ta. Ừ. Nó con chơi kia mà chơi.